sực 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 á. Mà bình thường á thấy mấy người Trung Quốc á người ta ăn là tắm là là nước bún đầy mặt luôn. Con mình nó bị yếu rồi, nó không có nước, nó bắn không nổi. Không có nước nó bắn không nổi. Thôi gớt hàm gan giả. Thôi yếu quá không chơi. Tây lại đây. Xoay đi, lấy tay con xoay đi. Bảy, con xoay gì nè. Xoay. Xoay, bấm đi. Bấm. Có gì đâu, coi má đi ra trước kìa. Nghe đồn là có người tặng quà cho tôi. Ây da, cái gì bự giống cái trời. Ê, vô. Ê. Nè, có để lại một bức tâm thư trên cái thùng nữa nè. Mở ra lẹ đi má. Tâm thư ghê không? Mở ra lẹ đi mẹ. Cho mượn cái gì mở ra coi bay. Mẹ ơi. Ui. Trời ơi, ai da, cái gì mà bự dữ vậy? Ê, ôi. Ê. Ôi da, mẹ nó còn sống luôn nè. Wow! Mày tán cái càng vô mặt tao đi. Thôi. Trời đỏ, thấy chưa? Cái này được gọi là tôm gì? Alaska đúng không? Trời! Ô mày chuối. Ô mày chuối, ê. Ê, tôi thích con này, tôi thích con này. Tôi thích con này mọi người. Mày chuối. Nè, ủa cái lỗ bún nước dữ vậy em nội? Dặn nha. Ui, còn gì nữa không? Còn gì nữa không vậy? Hết rồi. Đã quá, đã quá. Đã quá mọi người ơi. Thôi nha, thôi. Cái con này á là khi mà các bạn mua xa về á là nó sẽ có một cái bịch đá như thế này nè mọi người. Nó sẽ có một cái bịch đá như thế này. Cái bịch đá này là giúp cho con tôm này nó sống lâu hơn đó mọi người. Và đặc biệt con này cũng vậy luôn. Tại vì những cái loại này á, thì nó sống á, là đa số là dưới biển với lại nước mặn á mọi người. Trên cái này á, là khi mà hồi xưa như cũng hay mua con này về là người ta hay kêu là mình sẽ để cái đó sẽ bảo quản rất là lâu. Mới về phải không? Năm tay nhỏ trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Đây nữa chị chào. Này. Mở ra lẹ đi mẹ, mở ra. Cá. Hả? Cá. Không. Tặng cá nuôi thì. Cá hoài, nuôi cá hoài, tối ngày nuôi cá hoài. Tôm bự dữ vậy, đâu vậy? Ờ, chịu nó cho đó. Ủa là trời tôm hả? Ừ, ghê không? Ghê không, ghê không? Ủa cái con này còn đã dữ nữa. Nè. Ê, ê, ê. Ê, ê, ê. Gì vậy? Nó có cái lỗ rồi. Đi đi lên làm ăn đi 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 lên lầu luôn đi. Làm gì luôn hả? Ừ lên luôn đi, lỡ rồi khiến thùng chi cho nặng. Lẹ lẹ lẹ, nước đổ đổ. Ui lẹ 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 lẹ, tốc độ tốc độ tốc độ. Con tôm bự chà bá lửa luôn. Cái nó lại gì? Ốc vừa voi. Ốc vừa voi có đăng không? Đừng luộc. Sao vậy? Sao đừng luộc? Sao đừng luộc? Nó còn sống nè bớt ơi. Luộc cho con. Trời, mới nói đừng luộc. Mình sẽ để vô nha mọi người. Giờ nó bự quá rồi, có cái nồi này không chứ sao? Bỏ cái mình nó lên, cho cái mình nó nằm trên, cạn nằm chứ. Nó trôn tôm mà không có con nằm nhà luộc chừa con tôm. Bẻ bẻ cái càng nó lại. Bởi vậy ăn là ăn, ăn ăn đồ mắc là phải đầu tư. Đó, vậy đi. Ok, để cho cái bà sủi lơ này là chưa lên nè. Rồi cái này là còn sống không? Sống, nó sống đâu. Nãy nó bắn cái nước cho mày. Yeah. Ừ. Đây, bây giờ mình bỏ bia vô nha mọi người. Đó, mình nay mình luộc bia nha mọi người cho nó ngọt. Tắm bia, cho xỉn luôn. Ổn rồi. Rồi được ha. Giờ bắt lên luộc nha mọi người. Rồi đợi chút xíu nữa coi kết quả ăn nha mọi người. Ok.
bữa nay làm chuyên mục múc bang. Feel momentator. Rồi nha mọi người, bây giờ mình chín rồi mình lấy tôm ra nha. Cho xin tấm thân nhỏ bé nhất con này chút. Đây. Ây da. À yeah. Thôi được luôn rồi chị ơi. Nó bị sủi lơ nha má. Rồi. Trời ơi, sao cái bà này bắt sủi vậy ta? Bà không có xăng vậy ta? Rồi, hồi nãy quên, có tặng thêm mấy con bào ngư nữa nè mọi người. Bỏ vô. Bây giờ mình luộc nha mọi người. Mình luộc, luộc thêm mấy con nữa mình ăn. Cho cái mâm hải sản của mình thêm phần phong phú. Wow, mọi người ơi. Quá đồ ơi, bự chưa? Thấy rồi. Thấy không, Ti là một chén nước chấm muối muối ớt, muối hộp siêu cay nè. Đây nha mọi người, siêu to, siêu khổng lồ của nhà em. Quá trời con tôm chà bá lửa. Rồi hello, xin chào mọi người đi Bob. Xin chào mọi người, hôm nay là chú Trang ăn tôm nha. Ok, rồi mời các bạn, mời cả nhà ăn với mình nha. Oh. Có thêm ba con bào ngư nữa nè mọi người. Đó, ngon chưa? Bóp đổi, đổi đầu đi con. Để nữa mẹ làm cái hình cho bóp đổi đầu nha. Quá trời ngon. Quá trời ngon luôn. Quá trời xuất sắc luôn. Từ để em lột cái da nhăn nheo này của nó ra cái. Nóng bơ. Ồ, nóng quá. Trời ơi, sao cái bà nội này, cái ông nội này đen dữ vậy trời. Nó bị thâm luôn á má. Nè, nó bị thâm luôn á. Nó thâm đen luôn nè bà nội. Nó bị thâm kim nữa nè. Nó bị thâm kim nữa nè. Oh, wow. À, bắt đầu ngon quá bắt rồi. Đây. Trời ơi, nè mọi người. Xuất sắc. Bắt đầu ha. Nè. À, nóng quá. Nè, cắn. Coi chừng nóng thở. Số mấy? Số một. Một chén nước chấm siêu cay nè. Ngon quá mà. Ngon quá các bạn ơi, nói đi. Ngon quá các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn ơi. Hôn mẹ mía nè. Trời ơi, cái mặt tao tôm không luôn. Nè, vô. Ngon quá. Đây, ra rồi, da ra rồi. Cố lên, anh ơi. Cố lên, cổ vũ cha đi. Cố lên. Cố lên, cha ơi, cố lên. Ăn nữa. Ngon quá mà. Quá nè. Được nước không? Có cái gì đập cái càng này ra không? Quá khứ cái càng này rồi. Vừa bẻ ra là cái thịt nó túa liền luôn á mọi người. Trời ơi. Mọi người ơi. Nóng quá. Nè cái càng là mọi người, cái càng bự chà bá lửa luôn. Chà bá lửa không có. Đây, để cha đập càng cho. Còn đây là cái dây thung tung tung tung. Tung 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 tung. Ngon quá mọi người, chấm một miếng à. Cũng ăn. Trời ơi. Trời cũng ăn. Từ từ con để cho cắt nha cho. Quá ngon, sực á. Mà bình thường á, thấy mấy người Trung Quốc á, người ta ăn là hấp tấn là là nước bún đầy mặt luôn. Con mình nó bị yếu rồi, nó không có nước, nó bắn nổi. Không có nước nó bắn nổi. Thôi gớt hàm gan giả. Thôi. Yếu quá không chơi. Dạ. Tôi mà thịt đây nè mẹ đút cho. Tôi nghĩ con tôi trời đút được. Tèn. Cái càng bự kìa bóp. Wow. Ôi. Trời ơi.
À, bị ốp rồi mọi người ơi, cua bị tôm bị ốp rồi, càng nó đâu có được nhiêu đâu. Nè mọi người, càng nó đâu có được nhiêu đâu mọi người, nó cũng vừa vừa à. Nè mời mọi người nghe. Thịt nó ngọt ha. Đúng không? Và đặc biệt á, con tôm này á, mọi người ăn cái gì biết không? Như á thì Như á thích ăn á, cái gạch của nó. Mấy cái xanh này là gạch đó nha mọi người. À, mấy cái phần xanh này là gạch của nó nè. Gạch của nó rất là béo luôn mọi người. Ngon lắm, rất là béo luôn. À, đây là bà Ngư. Bà Ngư hả? Thôi, đó giờ không thích ăn bà Ngư, quay thôi. Ăn bào ngư không ngon. Đối với mình không thích. Là để béo lắm á. Đó, sao bé Tây, sao bé Tây? Béo nha, bé Tây béo. Ngon bé Tây. Béo như tì béo vậy đó. Béo như tì béo, ngon nữa. Đó. Chưa bé Tây chưa. Đó. Trời ơi. Nàng, bảo khẩu trang nha nàng. Bảo đi chứ gồm. Bảo. Quết một miếng đó, quất vô nha, nó giải ra nha. Đó, quất vô. Đó. Sao? Chưa, để thôi, để ăn gì thôi. Bự quá, ngon ăn. Nè. Bự quá, ngon ăn. Vậy mới ngon chứ. Nè, Duy, thử miếng này. Có gạch luôn nè. Thử đi, đây, sẵn tay để vô. Đó. Ây da, trời ơi, mấy người này ác quá, con tao muốn ăn nãy giờ. Nè, coi mình với tì béo chưa dơ nè. Tì béo tắt cái đó đi, bỏ cái đó xuống thì. Nè, tì béo ăn nhất. Thấy dơ rồi. Không sao, tì béo để đây. Nè, đó. Nhỏ. Nhúc hết trời luôn không? Nút. Ê, rồi đi, ghê. Ủa dơ. À, nổi mày. Tì béo ơi, hồi mẹ anh. Mẹ rửa sạch sẽ cho ông đội đầu làm dương miệng. Cũng ăn nữa cha. Trời, đứt ruột đứt gan con tôi. Trời, ăn ngon lành luôn. Để nữa tháng nào, ngày nào, tuần nào mẹ cũng mua cho con ăn nha. Trời, thích ăn dữ luôn kìa. Giống như là con nhà nghèo mà lâu lâu được ăn tôm mà mắc tiền vậy đó. Thấy đứt ruột con tôi không trời. Bởi vậy là mọi người nhìn, là mọi người biết là gia đình em rất là thích, ấy là rất là ít ăn những cái là cái đồ ăn này luôn á mọi người. Tại vì là lâu lâu có người ta tặng cái này là à, nhà phân phối của Như tặng Như á, chứ Như cũng ít mua mấy cái này ăn. Bởi vậy bói mỗi lần nó được ăn á khoái, tội nghiệp con tôi. Ngon con. Nè, bào ngư, dữ ăn thử không bào ngư, anh ăn thử bào ngư. Đâu ngon vậy? Chưa cảm nhận được. Ừ, cha kìa. Con cầm đi, cầm cạp đi. Đó, quay sát vô con cô bót nè. Rồi cạp đi con. Rồi cô bót cạp đi. Đó, ngon không? Ngon không? Ồ, ngon quá. Trời, cô bót ăn ngon lành luôn kìa. Thương quá ta, giỏi quá ta. Trời, ăn còn diễn tả. Sao lắc đầu ơi, lắc đầu ngon. Ngon quá các bạn ơi. Ngon số mấy rồi. Trời. Con ăn ít thôi để mắt nghẹn nhả uổng lắm. Ăn ít thôi. Ăn hết trong miệng đi rồi mình ăn nữa nha. Biết không? Dạ đi con. Cảm ơn mọi người đã đón xem đi. Nhớ cho xin không chụp like nhé. Và một nút like cho kênh của mẹ mình nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn bạn. Nè.